em xin gửi chắn toàn thể mọi người đang theo dõi video của shop nhà em các bác có nhu cầu đạn chỉ liên hệ với em có số điện thoại 0399 421 759. hàng bao chuẩn bao chất lượng giá rẻ chơi bao xá bao phê đến cho mọi người nha các bác lưu ý một điều về hình thức mua hàng bên em đó ship code COD không đồng kiểm không xem hàng đây là hàng đạn chỉ là hàng cấm nên lưu ý giúp em đảm bảo mọi người là quay video như nào gửi cho mọi người như thế 100 phần như quảng cáo nhá thì như ở đầu video em đã nói thì giới thiệu cho mọi người về dòng đạn chỉ giá rẻ đúng không chi tiết về mẫu kẹo luôn cho mọi người này. Hàng chi lấu bên em thì có 300 nghìn một ký thôi Bao cước vận chuyển rồi Chất lượng thì hơi cứng một xíu Nhưng vẫn đảm bảo cho mọi người khoảng tầm 60-70 mét đổ lại Bình thường nhá con về hàng chi đóng máy Chất chi thì sẽ cứng, à, sẽ mềm hơn Không cắn hương cạnh cạnh của mọi người Đây là mẫu kẹo đạn chi giá rẻ này mọi người này Hàng này thì rất chi lèo cam kết mọi người là hàng bên em không có bao via via vùng nha trăm viên như một đều chăn chặn cho mọi người luôn váy là váy hai tầng full size cho mọi người từ 4.5 đến 6.10 hàng siêu đẹp ạ về hàng đạn chi xịn xò hơn thì có hàng trì dây hàng trì dây được mệnh danh là hàng trì mềm nhất trong các loại hàng này có 3 ưu điểm nha mọi người nha đó là hợp với mọi cảnh nói chung cảnh nào cũng chơi được về hàng trì dây này bao cho mọi người 90 trăm lắp C2 và hơn 100 trăm mét cò chất trì là trì mềm trì dây không cắn khương hại cảnh Full size từ 4.5 đến 6.40 6.35 này Vài ngắn mập này mọi người này Bác nào muốn trải nghiệm thêm dòng thân dài bên em cũng có nhá Thân dài thì các bác nhớ tăng áp lên một xíu Chỉnh áp lên một xíu Thì lướt gió cực kỳ là ok cho mọi người luôn Các bác tham khảo qua về mẫu trì dây 4.5 thân dài Mẫu kẹo thân dài khác cũng như thế này nhá trì siêu đẹp đúng không Đấy Hàng chi này hàng chi mềm ạ lướt gió cực kỳ tốt nhá qua một hàng nữa lướt gió đảm bảo ok cho mọi người đây là monster đầu lẫn váy thì rất chi đều cân đối trăm viên như một nghìn viên như một bác làm mua một cân kẹo bên em là ba hộp này nhá mọi người nhá được tặng thêm một hộp như thế này luôn ạ cam kết chuẩn cho mọi người luôn uy tín nhá hàng này thì lướt gió cho mọi người trên 100 m mét mọi người nhá ờ, tuy nhiên thì hàng này hơi kén cảnh một chút nên các bác nếu mà muốn trải nghiệm thêm thì em có thể tặng cho mọi người một đến hai lạng để về test thử trước Tiệp 9kg, 12kg đây, để mẫu váy ngắn nhé, váy dài cũng có luôn. Ba nào đang sử dụng 9kg tiệp Sao Innova thì cứ đến với em, hàng đẹp chuẩn, hàng đồng máy nhé. Slung, slung đây, slung thì có bản đít bằng, bản có váy, hàng váy lõm, có hết. Bản nhẹ thì nhẹ nhất thì là 23g, nặng nhất là 37g nhé. Slung từ 4.5 đến 6.40 luôn, bản thù lớn cực kỳ là phê và bao xa nhé. Rồi, các bác cần gì cứ liên hệ với em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.